Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì cũng giới thiệu với các bạn năm phôi mai cát Bình Thuận mới về ha bạn ha. Thì ngày hôm nay thì có hàng cao. Trong video này thì có hàng cao, có hàng lùn ha. Đầu tiên là một cái phôi cao các bạn ơi. Cao 1,5 m. Bộ đế của nó thì cũng gọi là quái ha. Đuôi quảnh lên ha. Hoành ngang cổ đế của nó là 55. Hoành ngang cổ đế là 55. Hai thân, thót thân lên là mới tẻ ra hai thân nha các bạn nha. Nhìn cũng rất là hay nha. Đuôi ngoảnh lên. Còn nói chung là thân cũng khá là hay. Rễ rất là nhiều nha, rễ rất là tốt, không có bị hư mục ha, rễ tốt không bị hư mục, rễ bóng béo quéo quéo à. Đặc sản của mai cát Bình Thuận nha bạn nha, cát thì mới có rễ như vậy, rễ loạn 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 loạn. Cát Bình Thuận béo quéo nha. Anh em trồng anh em chịu khó đậy cái phần rễ lại, đừng có để nó phơi nắng nha, từ từ cây nó mạnh giỏi rồi mình hãy dỡ ra. Rễ rất là đẹp luôn. Hoành ngang cổ đế là 55, hoành thân của nó thì 47, 47 hoành thân thì nó 47, chiều dài cao của nó là 50, chiều cao của nó là 50, tổng hai thân của nó là 100, thân với lại là rễ luôn là 100 ha. Rất là đẹp nha các bạn nha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 2.500.000 bao gồm phí vận chuyển nha, 2.500.000. Mai cát thì anh chị em về trồng đừng có ngâm nha, nếu mà anh em chị em xài kích rễ thì anh chị em chỉ nên xịt thôi, xịt kích rễ cho nó thôi, đừng có ngâm. Cây này thì không có lỗi lầm ha, rễ nhìn rất là hay nha. Rễ nhìn rất hay. Các bạn hát phôi này là 2.500.000. Tiếp theo đến với mã BA2. Phôi này có củ rất là đẹp bạn. Phôi này có củ đẹp nè. Củ tròn lẳn ha. Một cốt hai thân. Một cốt hai thân, tròn lẳn nha. Này anh chị em mình để chậu 60 là rất ok nha. Rất đẹp. Hoành thân to, củ lớn. Hoành của nó là 56 à. Chiều cao từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên nó là 55. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 1.400.000 ha, bao gồm phí vận chuyển luôn. Bao gồm phí vận chuyển là 1.400.000. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Hàng mai cát Bình Thuận nha bạn nha. Anh chị em nhớ lưu ý là mai cát đừng có ngâm nha. Không có ngâm. Mình chà rửa sau đó sạch sẽ rồi mình xịt kịch rễ. Rồi mình thoa keo liền sẹo. Mình khử nấm rồi mình thoa keo lên, mình xịt kịch rễ, thoa keo liền sẹo. Anh em có ghép rễ thì ghép rễ. Ghép rễ thì trồng luôn, không ghép rễ thì thôi. Mình trồng luôn nha, trồng là ủ luôn, trong quá trình trồng là mình ủ luôn nha anh chị em nha. Anh chị em chưa có Ipaca thì anh chị em có thể kết hợp rót hai với Atunix để anh chị em xử lý cho cái phôi của mình ha. Phôi này cũng rất là đẹp, tuy nhiên thì một mặt nó bị lỗ ha, mặt nó lỗ
nên là đục bỏ một phần nè, đục bỏ cái phần này nè. Tươi hết nha. Này nó hơi lớn tí xíu. Chút thôi. Chút xíu à. Không có là gì hết. Chút thôi. Phân ngắn nha. Anh chị em trồng thì anh chị em đem về rồi thì cái phần mặt cắt này á, đó, anh chị em lấy đồ anh chị em dán lại. Dán lại nha, đừng có để nó phơi nắng. Tại vì phơi nắng thì nó sẽ chậm cái quá trình kéo mô. Và mình chịu khó mình lấy đồ mình che lại. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá rất là rẻ luôn, 800 nghìn ha, bao gồm phí vận chuyển nha. 800k bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em mình yêu thì liên hệ ha. Số điện thoại là 0867098446 ha. Tiếp theo là mã BA2 hoành 57. Hoành ngang cổ đế là 57, chiều cao của nó là 60. Phôi này thì cắt lại còn 3 thân nha. Cắt lại còn 3 thân. Hoành 57, chiều cao 60. Phần này là nó lỗ nha bạn nha, mặt này là lỗ, lỗ thép. Đen xì lì nha. Phần đó thì cắt bỏ một cái chốt đó, một cái chi đó. Một thân cắt nha. Cắt bỏ. Phôi này rễ này kia ok nha. Hoành 57, chiều cao 60. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1.200.000, bao vận chuyển nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ. 1.200.000 bao gồm phí vận chuyển. Số 4 BA4. Cuối cùng là mã BA5 các bạn. Một cái phôi lùng lực nha, đúng chuẩn luôn. Rễ rất là đẹp. Đúng chuẩn lùng lực nha. Anh chị em trồng giáng siêu thì nó sẽ lộ cái rễ kia lên. Còn nếu mà anh em trồng trực lên chút xíu thì nó sẽ cân cái dàn rễ lại. Nó tùy vào cái thế anh em chơi ha. Khá nhiều rễ nha. Rễ đẹp, không có bị hư hao gì hết. Thân cạnh khến nha, cũng rất là hay. Hoành 60, chiều cao 59. Nó có một phần nó bị lỗ nè. Lỗ này là lỗ thép nha bạn nha. Một cái lỗ nhỏ sâu tầm khoảng 2 3 phân nha. Khoảng hai đầu hơn hơn hai đốt ngón tay chút. Khoảng hai đốt ngón tay nha. Rất là hay nè. Rễ rất là tốt luôn. Mai cát Bình Thuận các bạn nha. Hoành 60, hoành cổ đế là 60, hoành thân của nó là 49, bóp ngọn. Chiều cao 42. Để chậu rất là hay nữa. Để chậu rất là hay ha. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1.300.000 bao gồm phí vận chuyển nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Ôi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chào các bạn.